Sathavome Sunantu Thamma Savanakalo Ayam Phadanta Thamma Savanakalo Ayam Phadanta Thamma Savanakalo Ayam Phadanta. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Nam mô Tát Sa Bhagavato Arahato Samma Sambuddhassa. Buddham saranam gacchami, dhammam saranam gacchami, sangham saranam gacchami, dutiyambi buddham saranam gacchami, dutiyambi dhammam saranam gacchami, dutiyambi sangham saranangacchami tatiyambi buddham saranangacchami tatiyambi dhammam saranangacchami tatiyambi sangham saranangacchami iti bhagavā arahaṃ sammā sambuddho vicca caraṇa sambandho sugato lokavido วัตโรบุริสารังมสารทิสามังวามโนสานังโพธฟังกวาตินาทิเมสารังอัญญังโพธเมสารังวรังเอเตนะสัจจวาเจนะโหตุเมจยมังคลังโพตมังเกนะวันเดหัง Padabang song warotamang bote yokalito do so boto kamatutang mamang. Swakato fagawata tammo sande tiko akaliko ehibasiko opanajiko pachatang wei. Titapo vanyo hetinati me saranang amyam thammo me saranang varang. Etena sacha vachena hotu me chaya mangalang uttamangena vandeham. Thamman chaduvithang varang thamme yokhaleto doso thammo kamatutang mamang. Sobati banno phagavato savaka sangho chobati banno phagavato savaka sangho nyaya pati banno phagavato savaka sangho sami chibati banno phagavato savaka sangho yadidam chattari borisa yogani atha borisa mogala esa phagavato savaka sangho ahunayo bahunayo dakinayo anchalikaraniyo anuatarang bonya khetang lokasatinati me saranam anyam Sangho me saranam varang etena sacha vachena hotu me jaya mangalam uttamangena vandeham sangham chaduvithottamam sanghe yokhalito doso sangho kammatutam mamam Vandami chetiyam sapaṃ sapathāne supatetitaṃ sāririkathātu mahābhūtiṃ bodharūpaṃ sakalaṃ sādhaṃ sambuddhe athavi sañca dvada sañca sahasake pañca sata sahasa Ninamami sirasa aham te sang dhammam cha sangham cha adarena namami ham namakkaranu pave nahantva sape ubhavave aneka antaraya bivina santva se sato sambuddhe pancha panya sancha chatu visati sahasake Dasa sata sahasa ninamami sirasa aham te sangham mancha sangham
cha đa re na na ma mi hằng na ma ca ra nu pha we na han toa sa pe u ba ta we ane ca antaraya bivina santo se sato sambo the na vatara sate atha jata li sa saha sa ke vi sa ti sa ta saha sa ni na ma mi si ra sa ahang te sang tham man cha sang khan cha da re na na ma mi hang na ma ka ra nu pha we na han tua sa pe u ba ta we ane ka antaraya bivina santo se sato sa pe purati maya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe purati maya anu ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe da khi na ya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe da khi na ya anu ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe pa chi ma ya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe pa chi ma ya anu ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe uttara ya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe uttara ya anu ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe ubari ma ya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe heti ma ya ni sa ya sa ta awe ra su khi han tu sa pe sa ta awe ra han tu su khi ta han tu ni to kha han tu ap ya pa cha han tu ani kha han tu ni kha yo ka han tu aro ka han tu sam ba te hi sa me chan tu su khi a ta nang pariharanto dukkha patta jane dukkha phaya patta jane phaya soka patta jane soka hantu sape nibbanino akasatha cha pammatha devanaga mahitika bunyang no anumodantu chirang rakhantu sasanang akasatha japam ma tha devana ga mahitika punyang no anumodam tu jirang rakhan tu no garo akasatha japam ma tha devana ga mahitika punyang no anumodam tu jirang rakhan tu nyata yo akasatha japam ma tha devana ga mahitika bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu pa ni nô a ca sa tha cha phẩm ma tha đê wa na ca ma hi thi ca bốn nhãn nô anu mô đan tu chi răng ra khan tu nô sa đa y đăng wa ta nô bốn nhãn a sa wa kha ya wa hằng hô tu a na ga te ca lê sa thu sa thu sa thu sa thu Cảm thấy kinh Tam Bảo là sao mà chúng con kính thỉnh sư Tinh Tuệ cầm mic để giảng thuyết đạo cho chúng con. Kính thỉnh sư. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Nam mô Phật Bổn Sư Thích Ca Dạ, chúng con kính thành lễ sư ạ. Dạ, con xin đến lễ sư ạ. Hôm nay chúng ta sẽ bắt đầu học bài số 6. Sáu là bài lễ Hà Ni. Phần này thì sau phần lịch sử liên quan đến lễ Hà Ni thì
phần phương phạm có nhân xưng đại danh từ tác, là nhân xưng đại danh từ môn thứ ba. Rồi phần thì hiện tại tiếp theo, đàm thoại, việc cách hỏi hay nơi chốn. Đây là phần đạo lịch sử ha. Là đức vua quần phật quần thần và mọi người đang tập trung để bắt đầu cho buổi lễ Hà Điền. Họ bỏ lại thái tử một mình nằm dưới bóng cội cây tâm. Từ hướng đông, mặt trời đang lên cao khi ấy. Ánh nắng mặt trời gay gắt làm cho không khí nóng dần lên. Nhìn quanh không thấy ai, thái tử liền ngồi dậy, rồi thế kiết già, chú ý hơi thở ra vào và đã chứng được sơ thiền. Các bảo mẫu sau khi quay trở lại thấy rằng bóng cây trăm khác đã xế, nhưng bóng cây khác đã xế, nhưng bóng cây trăm thì đứng thẳng như cây lậu, nên báo cho đức vua biết. Vua cha đi đến một cái hiện tượng chi hữu này và đã đảnh lễ quan nam của ngài lần thứ hai. Lúc bấy giờ thái tử vừa tròn 7 tuổi. Đó là phần đoạn lịch sử. Thì với đoạn lịch sử này chúng ta có một số từ vựng sau. Đây là một cảnh vẫn đang phát trong bài học, tức là thái tử chỉ có thang nguồn thiền chỉ cội cây bên cạnh cánh đồng đang tổ chức lễ Hà Điền. Đây là phần tân vận, thì chúng ta đọc phần tân vận ha. Pháp Pháp Măng Ngã Lát, tức là lễ Hà Điền. Pháp Pháp Măng Ngã Lát Sanipatati là tập hợp lại. Arapati là bắt đầu. Champurukha là cây trăm. Tán là đó. Tán ở đây làm dịch là anh ấy, hoặc là cô ấy, hoặc là bậc ấy. Người thứ ba, Pratimadisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Chito chát Oloketi, cái cụm này dịch nó là nhìn quanh không thấy ai. Chito chát Oloketi là một cái cụm là như vậy. Papa Mangala, Sanipatati, Arapati, Champurukha, Ta, Oratima Nisa, Suriya, Ugachati, Kito chito chá ô lô kê tí. Hai lần nữa ha. Papa Mangala Sanipatati Arapati Champurukha Ta Oratimadisa Suriya Ugachati Kito chito chá ô lô kê tí. Rồi mời lớp giơ tay lên để đọc bài ha. Nay cũng thấy anh Khánh vào mời cô Quốc Duyên gọi lớp 7. Dạ.
Xin mời Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Vấp bá mang gá lá là lễ hạ điền. Sang ní bá tát tí tập hợp lại. A rá phát tí là bắt đầu. Cham bú rút khá là cây trăm. Bá là anh ấy. Bú rá thí má đi xa là hướng đông. Suriya mặt trời. Út gắt xa tí mọc lên. Ito chito chá Olo kê tí là nhìn chung quanh. Thưa sư xin hết. Dạ, xin mời Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Là bạch sư, con xin đọc ạ. Con xin đọc ngữ vựng. Bắp bá măng gá lá là lễ hạ điền. Sang ní bá tát tí là tập hợp lại. A ráp phát tí là bắt đầu. Chăng bút khá là cây trăm. Tá là anh ấy, cái ấy. Purathi Madhisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Utgachati là mọc lên. Ito Chitocha Oloketi là nhìn chung quanh. Dạ bạch sư, con xin hết. Mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư, con xin đọc phần từ vựng ạ. Sang nít bát tát tí là lễ hạ điền. Dạ con xin lỗi, con xin đọc lại ạ. Quáp bá măng gá lá là lễ hạ điền. Sang nít bát tát tí là tập hợp lại. Ará phát tí là bắt đầu. Châm bú rút khá là cây trăm. Tá là anh ấy, cô ấy, cái ấy. Bú rát thí má đi xa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Utgachati là mọc lên. Ito chito chá Oloketi là nhìn chung quanh. Dạ bà sư, con xin hết ạ. À. Xin mời Phật tử mang gá lá mang đi. Dạ thưa sư, con xin đọc. Vấp bá mang gá lá là để hạ điền. Sang ní bá tát tí là tập hợp lại. A ráp bát tí là bắt đầu. Cham bú rú khá là cây chăm. Tá là anh ấy. Bú ráp thi ma đí xa là hướng đông. Suriya là mặt trời. U gác chá tí là mọc lên. Ito chí tô chá ô lô kê tí là nhìn chung quanh. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Mời Phật tử Thạch Nguyễn. Xin mời Phật tử Thạch Nguyễn. Xin mời Phật tử An. Thạch Nguyễn chưa mở mic. Mời Phật tử An. Dạ, dạ thưa sư, con xin đọc. Pháp bá măng gá lá là lễ hạ điền. San ní phá tá tí là tập hợp lại. A rá phá tí là bắt đầu. Cham bú rút cá là cây trăm. Phá là anh ấy, cô ấy. Phú rá tí má ní xa. Phú rá tí má ní xa là hướng đông. Xíu quý giá là mặt trời. Út gác chá tí là mọc lên. Ito chí tô chá ô lô kê tí là nhìn quanh không thấy ai. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Quốc bá măng gá lá là lễ hạ điền. San nít bá tá tí là tập hợp lại. A rá phá tí là bắt đầu. Giam bú rú khá là cây châm. Tá là anh ấy, cô ấy, cái ấy.
Purathi Madisa là hướng đông. Suriya là mặt trời. Ugachati là mọc lên. Ito Chito Chá Oloketi là nhìn xung quanh. Bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Vấp bá măng ga lá là lễ hạ điền. Sang ní bát tá tí là tập hợp lại. Ara ara ha phá tí là bắt đầu. Chăm bú rú khá là cây chăm. Tá là anh ấy, cô ấy. Bú bú rá chí má đi đi xa là hướng đông. Xú rí giá là mặt trời. Út gá chá tí là mọc lên. Ý tô chí tô chá ô lô kê tí là nhìn xung quanh. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Vất vả măng gà ná là lễ hạ điền. Thanh ý bá tá tí là tập hợp lại. A ra phá tí là bắt đầu. Chăm phú rút khá là cây chân. Tá là cô ấy, anh ấy, cây ấy. Burat thí má đi xa là hướng đông. Vui giá là mặt trời. Úc các trẻ tí là mọc lên. Ý tô chí tô trá ô lô kê tí là nhìn chung quanh. Đã sư sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thầy sư xin đọc. Vấp bá măng gá lá là lễ hạ điều. Sư ni bá tát tí là tập hợp lại. A ra phá tí là bắt đầu. Giám bú rú khá, giám bú rú khá là cây trăm. Tá anh ấy cô ấy. Bú rá thí má đi xa là hướng đông. Sú rí giá là trời. Út gá cha út gách cha tí mọc lên. Ý tô chí tô ché ô lô kê tí này nhìn chung quanh. Dạ thầy sư xin hết. Xin mời Phật tử Kim Hoan. Dạ thưa sư con xin đọc ạ. Quát ba măng ga lá lễ hạ điền. Sang ni ba ta tí tập hợp lại. A ra pha tí bắt đầu ạ. Dâm bu du khá cây châm ạ. Tá anh ấy ạ. Purathi ma đi xá hướng đông ạ. Suriya mặt trời ạ. Ugachati mọc lên ạ. Ito chito cha oloketi nhìn xung quanh ạ. Dạ con xin hết ạ. Dạ thưa sư đã hết. Vậy là quà tăng 2 ha. Rồi tăng 2 mình có Palang Kang Apuchati. Palang Kang Apuchati. Apuchati. Palang Kang Apuchati là người kiết già, à, người kiết già. Bát sát tí là thấy, bát sát tí là thấy. Út tha tí, út tha tí là đứng dậy, đứng lên. Anapane pariganhati, anapane pariganhati. Để ý đến hơi thở ra vào thì là Anapane Pariganhati. Papunati. Papunati là đạt được. Pathamachana. Pathamachana là sơ thiền. Sakhinkaroti. Sakhinkaroti là chứng kiến, là mục đích. Palangkang Phucchati. Palangkang Phucchati. Pasati, pasati, uthati, anapane pariganhati,
anapane pariganhati papunati papunati patthamaikhana patthamaikhana sakhin karoti sakhin karoti. Rồi lần nữa ha, palankang apujjati pasati utthati anapane pariganhati papunati patthamaikhana sakhin karoti. Rồi mời lớp giơ tay lên để chúng ta đọc bài. Xin mời Phật tử Kim Oanh. Mời Phật tử Kim Oanh ạ. Dạ, con xin đọc ạ. Thưa sư, con xin đọc ạ. Palankang Palankang Afuchati ngồi thế kiết già. Pasati thấy ạ. Uthati ngồi dậy đứng dậy ạ. Anapane pariganhati là pariganhati. Dạ. Anapane pariganhati là để ý đến hơi thở ra vào ạ. Papunati đạt được ạ. Pathamachana là sơ thiền ạ. Sa khim ca sắc khim karoti là mục chứng kiến ạ. Dạ con xin hết ạ. Và Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Palankang apujjati là ngồi thế kiết già. Pasati là thấy. Uthati là ngồi dậy, đứng dậy. Anapane pariganhati là chú ý hơi thở ra vào. Papunati là đạt được. Patthanachana là sơ thiền. Sankin karoti là mục kích chứng kiến. Và bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bạch sư con xin đọc ạ. Palankang Afuchati là ngồi thế kiết già. Pasati là thấy. Uthati là ngồi dậy đứng dậy. Anapane Pariganhati là chú ý hơi thở ra vào. Papunati là đạt được ạ. Patthamachana là sơ thiền. Sách kinh cá rô tí là chứng kiến mục kích ạ. À. Con xin hát ạ. Và Phật tử mang cái lá nành đi. Dạ thưa sư con xin đọc. Ba lăng can a bú chát tí là ngồi thế kiết già. Bá xá tí là thấy. Bú thát tí là ngồi dậy, đứng dậy. Anapane pariganhati là chú ý hơi thở ra vào. Papunati là đạt được. Patthamachana là sơ thiền. Sakhinkaroti là mục kích chứng kiến. Nhà sư xin hết. Mời Phật tử Thạch Nguyễn. Dạ thưa sư con xin đọc. Palankang apujjati ngồi thế kiết già. Pasati thấy. Uthati ngồi dậy đứng dậy. Anapane pariganhati chú ý hơi thở ra vào. Papunati đạt được. Patthamachana sơ thiền. Sắc thiền khát rô tí mục kích chứng kiến. Dạ thưa sư con xin cảm ơn. Dạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư con xin đọc.
Pa lăng căng a pu cha ti là ngồi kiết già, pa sa ti là thấy, pu tha ti là đứng lên, anapane pari gần ha ti là để ý đến hơi thở ra vào, pa pu na ti là đạt được, pa tha mát sa na là sơ thiền, sakin karo ti là chứng kiến. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Phạm Thịnh Thảo. Được, thưa sư, con xin đọc ạ. Ba năng căn a phú cha tí là ngồi thấy kết già, bát cha tí là thấy, út tha tí là ngồi dậy đứng dậy, anapane parigan ha tí là chú ý hơi thở ra vào, phá phú na tí là đạt được, và thám mắt cha ná là sơ thiền, kinh giá đô tí là mục kích chứng kiến. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Mời Phật tử Kim Phúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ba lăng căn a phú cha tí là ngồi thấy kiết già, bát sa tí là thấy, út tha tí là ngồi dậy đứng lên, anapane parigan ha tí chú ý hơi thở ra vào, papuna tí là đạt được, bathamacchana là sơ thiền, sakin karo tí là mục kích chứng kiến. Thưa sư, xin hết. Hai Phật tử cùng đi. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Ba lăng căn a phú chá tí, ba lăng căn a phú chá tí là ngồi thế kiết già, bát sa tí là thấy, út tha tí là ngồi dậy đứng dậy, anapane parí găng ha tí là chú ý hơi thở ra vào, ba bu na tí là đạt được, thám á ba thám má cha ná là sơ thiền, sắc kinh cá rô tí là mục kích chứng kiến. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin đọc ạ. Pa lăng căng á pú chá tí là ngồi thế kiết già, pa xá tí là thấy, út thá tí là ngồi dậy đứng dậy, anapane parigan ha tí là chú ý hơi thở vào ra, papuna tí là đạt được, pathamacchana là sơ thiền, sakin karo tí là mục kích chứng kiến. Bạch sư, con xin hết ạ. Và Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Tên lưng cân a phú trá tí là ngồi thấy kiết già, bát sa tí là thấy, út tha tí là ngồi dậy đứng dậy, anapane bá ghi răng a tí chú ý hơi thở ra vào, ba bú na tí là đạt được, bát thá mát cha ná là sơ thiền, sắc khinh cá rô tí là chứng kiến, mục kích chứng kiến. Dạ thưa sư, xin hết. Dạ đã hết rồi ạ. Rồi, đó là phần đọc từ vựng ha. Vậy ta sẽ học cái phần văn phạm. Trước tiên làm học bản chia của thầy hiện tại tiếp theo. Thì đây là bản chia của thầy hiện tại của động từ mà nó kết thúc bằng A, như là cha na tí. Hôm trước là mình đã học hai bản chia rồi, tức là thầy hiện tại của động từ bách chất tí là động từ tận cùng bằng A, rồi của đê xê tí đó là động từ tận cùng bằng E. Hôm nay thì mình học thêm hai bản chia còn lại, là tận cùng bằng A và tận cùng bằng O. Thì đây là bản chia của tận cùng bằng A.
Thì ở đây chúng ta có thể đọc cái này là đầy đủ. Ở đây thì theo cách ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng, mình có thể đọc theo ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai và ngôi thứ ba, nhưng mà đọc từ dưới lên. Ví dụ như là ngôi thứ nhất, số ít a hằng cha na mi, số nhiều mới giang cha na má. Ngôi thứ hai, số ít quan cha na xí, số nhiều công hê cha na thác. Ngôi thứ ba, số ít so cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Để đó là bản chia ở tầng cùng bằng A. Và này là cách đầy đủ. Còn đây là bản tóm tắt. Tóm tắt. Bản tóm tắt này để chia được thì chúng ta ví dụ động từ cha na tí thì chúng ta phải bỏ cái chữ A tí ra. Vì cái chữ A tí đó người ta đã đem nó xuống dưới này rồi. Nên phải bỏ chữ A tí này ra. Chỉ còn lại là cha với chữ N để mình ghép với chữ này. Thì mình sẽ có đó là ngôi thứ nhất số ít a hằng cha na mi, số nhiều mới giang cha na má. Ngôi thứ hai số ít toan cha na xí, số nhiều tông hê cha na khác. Ngôi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Bây giờ chúng ta chia theo cái bảng chia này đi cho nó dễ. Nó có đầy đủ hơn ngôi sơ, ngôi trung, ngôi thượng luôn. Ngôi thứ nhất, ngôi thứ hai, ngôi thứ ba luôn cho nó dễ. Đây là bảng chia tóm tắt. Chúng ta có thể tập chia bằng cách chọn động từ cha na tí hoặc là một động từ nào đó nó thành cùng bằng a rồi chia với cái bảng này cũng được. Anh xin đọc lại lần nữa ha. Ngôi thứ nhất số ít a hằng cha na mi, số nhiều mới giang cha na má. Ngôi thứ hai số ít toan cha na xí, số nhiều công hê cha na thác. Ngôi thứ ba số ít so cha na tí, số nhiều tê cha na tí. Và vì ai chia được thì giơ tay lên ha, để chúng ta tập chia. Dạ thưa sư, con chia động từ xuống na tí nha sư. Xuống na tí chị. Dạ là nghe. Rồi chị đi. Ngôi thứ nhất số ít á hăng xuống na mí, số nhiều má giang xuống na má. Ngôi thứ hai số ít toàn xuống xuống na xí, số nhiều tôm hê xuống na thá. Ngôi thứ ba số ít xô xuống na tí, số nhiều tê xuống na tí. Thưa sư, sư hả? Xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ bà sư, con xin chia động từ út găng ha tí là học ạ. Chia đi. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít hằng út găng hà mí, số nhiều má dăng út găng hà má. Ngôi thứ hai số ít toan út găng hà xí, số nhiều tôm hê út găng hà thác. Ngôi thứ ba số ít xô út găng hà tí, số nhiều tê út găng hà anh tí. Dạ con xin hết ạ. Dạ đã hết rồi ạ sư. Dạ sư còn hai vị muốn chia. Xin mời Phật tử Lâm Thị Hương. Dạ bà sư, con chia động từ út tha tí là ngồi dậy có được không ạ? Được. Dạ. Ngồi thứ nhất là á út tha mí, con số nhiều là má văn út tha má. Ngôi thứ hai số ít là toan út tha xí, số nhiều là tôm hê út tha thá. Ngôi thứ ba số ít là xô út tha tí, số nhiều là út thăng tí. Dạ bà sư, con xin hết ạ. Tử Diệu Thủy. Dạ bạch sư, con xin chia động từ pa cha ná tí là tuệ chi ạ. Dạ
Ngôi thứ nhất, số ít, Á Hăng, Pa Cha, Na Mí. Số nhiều, Má Răng, Pa Cha, Na Má. Ngôi thứ hai, số ít, Toang, Tăng, Pa Cha, Na Xí. Số nhiều, Tung Hê, Pa Cha, Na Thá. Ngôi thứ ba, số ít, Sô, Pa Cha, Na Tí. Số nhiều, Tê, Pa Cha, Na Pa Cha Nan Tí. Bạch sư con xin hết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ gan ha tí là lấy được không thưa sư? Rồi được, gan ha tí. Ngôi thứ nhất, số ít, A Hằng, gan ha mí. Số nhiều, Má Răng, gan ha má. Ngôi thứ hai, số ít, Tăng, Gan ha xí. À, gan ha xí. Số nhiều, Tung Hê, gan ha thá. Ngôi thứ ba, số ít, Sâu, gan ha tí. Số nhiều, Tê, gan han tí. Thưa sư, con xin hết ạ. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cha na tí thì hiện tại. Dạ. Ngôi thứ nhất, số ít, Á Hăng, cha na mí. Số nhiều, Máy Văn, cha na má. Ngôi thứ hai, số ít, Toan, cha na xí. Số nhiều, Trâm hay, cha na thác. Ngôi thứ ba, số ít, Sô, cha na tí. Số nhiều, Tê, cha na tí. Dạ thưa sư, con xin hết. Mời Phật tử mang cái lá năng đi. Dạ thưa sư, xin chia động từ số ta tí là nghe sư. Tức là tí. Dạ. Ngôi thứ nhất, số ít, Á Hằng, số na mí. Số nhiều, Má Văn, số na má. Ngôi thứ hai, số ít, Toang, số na xí. Số nhiều, Tung Hê, số na thá. Ngôi thứ ba, số ít, Sô, số na tí. Số nhiều, Tê, số na tí. Dạ thưa sư, xin hết. Rồi, tốt. Mời Phật tử tiên mã. Dạ, thầy sư xin đọc bản chia động từ trên na tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, A Hăng, cha na mí. Số nhiều, Má Văn, cha na má. Ngôi thứ hai, Tuân, cha na xí. Số nhiều, Tung Hê, cha na thá. Ngôi thứ ba, Sô, số ít, Sô, cha na tí. Số nhiều, Tê, cha na tí. Dạ thưa sư, xin hết. Xin mời Phật tử Kim Anh. Con thầy sư, con xin đọc ạ. Con xin chia động từ Parichana tí ạ, là liễu chi ạ. Ngôi thứ nhất, số ít, A Hăng, Parijanami. Số nhiều, Parijanama. Ngôi thứ hai, số ít, Parijanasi. Số nhiều, Parijanatha. Ngôi thứ ba là sâu, Parijanati. Số nhiều là T, Parijananti. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử phụng điệp. Dạ thưa sư, con xin chia động từ bắt gan nha. Ha tí là đưa lên đó sư. Dạ. Bắt gan ha tí hả? Thứ nhất, bắt gan ha tí. Dạ, ngôi thứ nhất, số ít, Á Hăng, bắt gan ha mí. Số nhiều là Mấy Văn, bắt gan ha má. Ngôi thứ hai, số ít, là Toang, bắt gan ha xí. Số nhiều là Tung Hê, bắt gan ha thá. Ngôi thứ ba, số ít, là Sô, bắt gan ha tí.
số nhiều là T Bắc Găng Hạ Tăng Tý. Dạ thưa sư con xin hết ạ. Dạ đã hết ạ. Rồi, đó là các động từ mà tận cùng bằng A. Giờ mình học luôn các bản chia của động từ tận cùng bằng O ha. O thí dụ như là cà rô tí. À, cà rô tí là O tí. Giờ muốn chia được động từ này thì mình phải bỏ cái chữ O tí này ra. Vì cái chữ O tí này người ta đem nó xuống dưới đây rồi. À, để có, ở đây mình có ngôi thứ nhất. A hăng là cà rô mí. Tôi nhiều mới văn cà rô mát. Ngôi thứ hai số ít quăng cà rô xí. Số nhiều tôm hê cà rô thác. Ngôi thứ ba số ít so cà rô tí. Số nhiều tê cà rô tí. Rồi lần nữa ha. Ngôi thứ nhất số ít a hăng cà rô mí. Số nhiều mới văn cà rô mát. Ngôi thứ hai số ít quăng cà rô xí. Số nhiều tôm hê cà rô thác. Ngôi thứ ba số ít so cà rô tí. Số nhiều tê so caron tí, tê caron tí. À, đó là các đồng từ cùng, các đồng từ tận cùng bằng ô tí thì nó sẽ có bằng chia giống như động từ này. Rồi bây giờ chúng ta coi động từ nào bằng ô tí để có thể áp dụng cho bản chia này. Chúng ta liên giơ tay lên để mình tập chia ha. Mời các từ. Xin mời Phật tử Kim Phúc ạ. Thưa sư, có động từ tá tô tí là rải hả sư? Rồi. Con xin chia. Ngôi thứ nhất số ít á hăng tá tô mí. Số nhiều má giang tá nô má. Ngôi thứ hai số ít toàn tá nô xí. Số nhiều tôm hê tá nô thá. Ngôi thứ ba số ít xô tá nô tí. Số nhiều tê tá non tí. Thư sư xin hết. Rồi, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin chia động từ sắc cô tí là có thể ạ. Dạ, bạch sư. Ngôi thứ nhất số ít á hăng sắc cô mí. Với nhiều má văn sắc cô má. Ngôi thứ hai số ít tăng sắc cô xí. Số nhiều tôm hê sắc cô thá. Ngôi thứ ba số ít tô sắc cô tí. Số nhiều tê sắc cô tí. Dạ, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử mang cái lá manh đi. Dạ thưa sư, khi động từ vú nô tí là đang á sư. À, vú nô tí rồi. Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng vú nô mí. Số nhiều má giang vú nô má. Ngôi thứ hai số ít toàn vú nô xí. Số nhiều tùm hề vú nô thá. Ngôi thứ ba số ít so vú nô tí. Số nhiều tê vú nô tí. Nhà thư sư xin hết. Rồi tập. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thư sư, con xin chia động từ Vija cá rô tí là tiên đoán hả sư ạ? À? Dạ. Ngôi thứ nhất số ít á hăng vi da cá rô mí. Số nhiều là mây giăng vi da cá rô má. Ngôi thứ hai số ít là toan vi da cá rô xí. Số nhiều là tum hê vi da cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít là xô vi da cá rô tí. Số nhiều là tê vi da cá ron tí. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin chia động từ cá rô tí thì hiện tại ngôi thứ nhất số ít á hăng cá rô mí. Số nhiều má văn cá rô má. Ngôi thứ hai số ít toàn cá rô xí.
số nhiều, trong hai cá rô thá. Ngôi thứ ba số ít, số cá rô tí, số nhiều, t cá rôn tí. Dạ thi sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Diệu Thủy. Dạ, bạch sư, con xin chia lại động từ có thể sắc cô tí ạ. Ngôi thứ nhất số ít, á hăng, sắc cô mí. Số nhiều, má răng, sắc cô má. Ngôi thứ hai số ít, tăng, sắc cô xí. Số nhiều, tum hê, sắc cô thá. Ngôi thứ ba số ít, xô, sắc cô tí. Số nhiều, tê, sắc con tí. Bạch sư, con xin hết ạ. Dạ, đã hết hả sư? Tin mã này mà tin mã. Rồi, tin mã. Dạ. Dạ, thưa sư, xin chia đồng từ cá rô tí. Ngôi thứ nhất, số ít á hăng, cá rô ní. Số nhiều mái dăng, cá rô ná. Ngôi thứ hai, toàn, số ít cá rô xí. Số nhiều tâm hê, cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít xô, cá rô tí. Số nhiều tê, cá rôn tí. Dạ thầy sư, xin hết. Xin mời Phật tử Lâm Thị Nương. Dạ bạch sư, con chia động từ cá lăng, cá rô tí là băng hà, có được không ạ? Đó là chỉ là cá rô tí thôi. Cái chữ ca lăng đó là nó riêng, nó chỉ là cụm từ. Dạ. Nó là chỉ ca cá rô tí. Dạ, sư. Con chia, vậy là con chia cá rô tí thì hiện tại. Ngôi thứ nhất, số ít là á hăng cá rô tí. Ngôi thứ nhất, số ít là á hăng cá rô mí. Số nhiều là má dăng cá rô má. Ngôi thứ hai, số ít là cá rô xí, toan cá rô xí. Số nhiều là tôm hê, cá rô thá. Ngôi thứ ba, số ít là xô, cá rô tí. Số nhiều là tê, cá rôn tí. Dạ, bà sư, con xin hết. Dạ, đã hết rồi. Chúng ta xem phần bài học, phần thì hiện tại tiếp theo ha. Ở bài học đầu tiên liên quan đến thì hiện tại thì mình học thì hiện tại diễn tả một hành động đang xảy ra. Ví dụ như là tôi đang học Bali, tôi đang đi đến chùa. Ví dụ vậy. Rồi bài học thứ hai liên quan đến thì hiện tại đó là nói về những hoạt động xảy ra thường xuyên hay là nó được lặp đi lặp lại nhiều lần. Ví dụ như là tôi thường đi đến chùa, tôi thường nghe pháp, tôi luôn luôn đi ngủ vào buổi vào lúc 9 giờ bây giờ vậy. Thì đó là thì hiện tại xảy ra thường xuyên, diễn tả hành động xảy ra thường xuyên hoặc là hành động mà được lặp đi lặp lại nhiều lần. Hôm nay thì chúng ta học một phần nữa của thì hiện tại, đó là thì hiện tại dùng để diễn tả về một sự thật hiển nhiên. Như vậy thì học về thì hiện tại mình có ba trường hợp. Có ba trường hợp. Một là diễn tả hành động đang xảy ra. Thứ hai đó là hành động xảy ra thường xuyên hoặc là hành động được lặp đi lặp lại nhiều lần. Và thứ ba là thì hiện tại diễn tả hành động diễn tả về một sự thật hiển nhiên.
ví dụ như là so co tanh hai giá chai cha tí từ sầu muộn sinh lên từ ái, tức là hễ mình còn ái thì sự sầu muộn nó sanh lên, đó là một hiển nhiên. Còn nếu mà đã trừ đoạn ái rồi thì sầu muộn nó không có. Hoặc là câu thứ hai ở đây đó là Sanghata Thamma Anicca Pavanti, các pháp hữu quy là vô thường. Là cái gì mà nó thuộc về pháp hữu quy thì nó thuận theo cái định luật vô thường của nó không thể khác được. Không thể khác được. Hễ có sanh thì có già, có bệnh, có chết. Và cái đó là một định luật hiển nhiên. Có nhân duyên của nó như vậy, nó không thể thay đổi được. Rồi đó là phần thì hiện tại. Rồi ở trong bài này mình còn có thêm nhân xưng đại danh từ tác, là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ hai. Ở bài trước, hai bài trước mình đã học là nhân xưng danh từ ngôi thứ nhất, đó là âm hát, dịch là tôi. Rồi mình chia nó là á hăng là tôi, mấy văn là chúng tôi. Rồi sau đó mình học một bài nhân xưng đại danh từ tông hát, dịch là bạn. Ví dụ như là toan là bạn, tông hê là các bạn. Hôm nay thì chúng ta học nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba. Ngôi thứ ba thì nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba này đó là tiếng dùng để thay thế cho danh từ để chỉ người, phú hoặc là đồ dùng mà không chỉ đích danh. Nhân xưng đại danh từ là tiếng đại từ chỉ cho ba ngôi gồm tác, tung, hạ, âm, hát. Ai nhân xưng đại danh từ tung, hạ, âm, hát chúng ta đã học ở thì đây là nhân xưng đại danh từ tác. Nhân xưng đại danh từ tác bây giờ dịch thì nếu mà số ít ta dịch nó là gì, người ấy, hoặc là số nhiều bọn họ, bọn chúng nó gì đó. Ở nhân xưng đại danh từ tá nó khác với âm hát với lại tung hát, đó là cái chữ âm hát dịch a hăng là tôi đó thì dù là người nam người nữ mình đều dịch là tôi được, tức là chỉ cần một bản chia là đủ. Hoặc là ở chữ tông hát mình dịch là bạn hoặc là ông hoặc là bà gì đó. Ví dụ mình nói chuyện với ai, với bà của mình thì mình cũng gọi bà là toan. Mình nói chuyện với ông mình thì mình cũng gọi ông là toan. Với bạn mình, bạn trai, bạn gái gì mình cũng gọi là toan. Cho nên nó chỉ có một bảng chia. Nhưng mà ở chữ tác, nhân xưng đại danh từ ngôi thứ ba thì nó không xài như vậy được, mà nó bắt buộc mình phải sử dụng đó là ba bảng chia. Ở trong trường hợp mình muốn sử dụng người nam là mình phải chia theo nhân xưng đại danh từ bảng nam tính. Muốn xài cho người nữ thì mình phải chia theo nhân xưng đại danh từ tác ở dạng nữ tính. Còn muốn dùng cho đồ vật hoặc là loài thú á, thì mình phải chia theo nhân xưng đại danh từ dạng trung tính thì mới được. Ở trong bài này vì đây là bài học mới thôi, cho nên mình chỉ sử dụng cái bảng chia nhân xưng đại danh từ tác ở dạng nam tính. Sau này thì chúng ta sẽ học thêm hai bảng nữa, ở bảng nữ tính và trung tính. Thí dụ ở đây người ta cho nè, so với Hà Rang áp hình hàng gái chất tí, anh ấy thường đi đến tỉnh xá. Thì ở đây người ta sử dụng chữ so. Mà nãy mình đọc cái bảng chia ở đây là chữ gái chất tí thì nó dạng bằng ác, thì mình sẽ nhớ lại đó là so bái chất tí tê bái chân tí đó. Thì ở đây nó là so gái chất tí, nếu mà tê thì gái chân tí. Hoặc ở đây người ta sử dụng chữ T nè, T Arame Thamang số 5 tí, bọn họ đang nghe pháp trong chùa. T thì nó là on tí, chữ anh tí ở trong trường hợp này là động từ số na tí. Thì nãy mình mới chia
suna tí, so suna tí, nhưng mà t thì suna tí. À, tự nhiên trong thí dụ trên so t là nhân xưng đại danh từ ngôi thứ, nhân xưng đại danh từ tá. À, nhưng mà ở dạng nam tính. À, dùng trong trường hợp này thì dùng cho nam tính. À, so t thì, à, còn đây là bảng chia của danh nhân xưng đại danh từ ở dạng nam tính, tức là có chủ cách so, số ít là so, số nhiều là t, đối cách số ít là tăng đăng, số nhiều là t nê, sử dụng cách số ít là t ná, t hí, t phí, chỉ định cách số ít là tá xá, á xá, số nhiều t xăng, t xa năng, chú sư cách số ít là tá sma, á sma, số nhiều t hí, t phí, sở thuộc cách số ít là tá xá, á xá, số nhiều là t xăng, t xa năng, định sở cách số ít là tasmin, asmin, số nhiều là tê xú. Bây giờ mình cũng để ý đó là các nhân xưng đại danh từ á, nó chỉ có 7 cách, tức là từ chủ cách tới định sở cách thôi. So với các danh từ từ thường thì ta nó có 8 cách. À, đó mình cũng cần lưu ý. À, cần lưu ý các nhân xưng đại danh từ thì nó chỉ có 7 cách. Còn các danh từ thường thì nó có đến 8 cách. Yeah. Rồi bây giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc bản nhân xưng đại danh từ này đi, để mình nhớ được một ít. Mời Phật tử, dạ, xin mời Phật tử Hảo Nguyễn. Dạ, bà sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính ạ. Cách số ít, số số nhiều t, đối cách số ít tăng năng, số nhiều t nê, sử dụng cách số ít t ná, số nhiều t hí t phí, chỉ định cách số ít tát xá ác xá, số nhiều t xăng t xa năng, xúc xứ cách số ít tát ma ác ma, số nhiều t hí t phí, sở thuộc cách số ít tát xá ác xá, số nhiều t xăng t xa năng, định sở cách số ít tắc minh ác minh, số nhiều tê số. Dạ con xin hết ạ. À, Phật tử Kim Cúc ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Chủ cách số ít, số, số nhiều, tê, đối cách số ít, tăng, năng, số nhiều, tê, nê, sử dụng cách số ít, tê ná, số nhiều, tê hí, tê phí, chỉ định cách số ít, tát xá, ác xá, số nhiều, tê xăng, tê xa năng, xuất xứ cách số ít, tát ma, ác ma, số nhiều, tê hí, tê phí, sở thuộc cách số ít, tát xá, ác xá, số nhiều, tê xăng, tê xa năng, định sở cách số ít, tát minh, ác minh, số nhiều tê số. Thư sư xin hết. Dạ bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Chủ cách số ít, số, số nhiều tê, đối cách số ít, tăng năng, số nhiều tê nê, sử dụng cách số ít, tê ná, số nhiều tê hí, tê phí, định chỉ cách, chỉ định cách số ít, tá xá, á xá, số nhiều, tê xa năng, tê xăng, tê xa năng, xuất xứ cách số ít, tát ma, ác ma, số nhiều, tê hí, tê phí, sở thuộc cách số ít, tát xá, á xá, số nhiều, tê xăng, tê xa năng, định sở cách số ít, tát minh, ác minh, số nhiều, tê xú. Bạch sư con xin hết ạ. Mời Phật tử cùng niệm. Dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Chủ cách số ít, số, số nhiều t, đối cách số ít, tăng năng, số nhiều t nê, sử dụng cách số ít, t ná, số nhiều t hí, t phí, chỉ định cách số ít, tát xá, ác xá, số nhiều t xăng, t xa năng, xuất xứ cách số ít, tát ma,
asma. Số nhì là tê hí, tê phí. Sở thuộc các số ít, tát xá, át xá. Số nhiều, tê sang, tê sang. Bệnh sở các số ít, tát minh, át minh. Số nhiều, tê xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Quang Thanh. Mời Phật tử Quang Thanh. Mời Phật tử Quang Thanh. Quang Thanh chưa mở mic á. Là sư sư con xin đọc ạ. Bảng diễn cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Chủ cách số ít là xô, số nhiều là tê. Đối cách số ít là tăng, năng. Số nhiều là tê, nê. Sử dụng cách số ít là tê, ná. Số nhiều là tê, hí và tê, phí. Chỉ định cách số ít là phát xá, át xá. Số nhiều là tê xăng, tê sa năng. Chỉ định chỉ xuất xứ cách là tác ma, át ma. Số nhiều là tê hí và tê phí. Sở thuộc cách số ít tác xá, át xá, tê xăng. Số nhiều là tê xăng, tê sa năng. Sử dụng cách, sở thuộc cách, sở định cách. Số ít là tác minh, ác minh. Số nhiều là tê số. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Và Phật tử Lâm Thị Nương ạ. Dạ bạch sư, con xin đọc bảng biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Chủ cách số ít là xô, số nhiều là tê. Đối cách số ít là tăng, năng. Số nhiều là tê, nê. Sử dụng cách số ít là tê ná. Số nhiều là tê hí, tê phí. Chỉ định cách số ít là tá xá, át xá. Số nhiều là tê xăng, tê sa năng. Sức xứ cách số ít là tát ma, át ma. Số nhiều là tê hí, tê phí. Sở thuộc cách số ít là tát xá, át xá. Số nhiều là tê xăng, tê sa năng. Định sở cách số ít là tát min, át min. Số nhiều là tê số. Dạ bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Dạ thưa sư, con xin đọc bảng biến cách nhân xưng đại danh từ tá thuộc dạng nam tính. Chủ cách số ít, xô, số nhiều, tê. Đối cách số ít, tăng, số nhiều. Đối cách số ít, tăng, năng. Số nhiều, tê, nê. Sử dụng cách số ít, tê ná. Số nhiều, tê hí, tê bí. Chỉ định cách số ít, tát xá, át xá. Số nhiều, tê xăng, tê sa năng. Sức xứ cách số ít, tát ma, át ma. Số nhiều, tê hí, tê bí. Sở thuộc cách số ít, tát xá, át xá. Số nhiều, tê xăng, tê sa năng. Định sở cách số ít, Asmin, Asmin, số nhiều, tê số. Dạ thưa sư, con xin hết. Dạ. Mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc bảng biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính. Thứ nhất, chủ cách số ít xô, số nhiều tê. Hai, đối cách số ít tăng, năng, số nhiều tê, nê.
sở dụng cách số ít tê ná, số nhiều tê hí, tê phí. Chỉ đừng cách số ít tách xé, át xé, số nhiều tê săn, tê xe năng. Xuất xứ cách tách ma, át ma, số nhiều tê hí, tê phí. Sở thuộc cách tách xé, át xé, số nhiều tê săn, tê xe năng. Định sở cách tách min, át min, số nhiều tê xú. Dạ thầy sư xin hết. Phật tử Phật Nguyễn. Dạ thưa sư, con xin phép được đọc bài chủ cách số ít số số nhiều tê, đối cách số ít tâm số nhiều năng, xin lỗi, số ít tâm năng, số nhiều tê nê, sử dụng cách tê ná, số nhiều tê hít tê phít, chỉ định cách số ít tát sát, át sát, số nhiều tê xăng, tê sa năng, số xuất xứ cách, số ít tát ma, át ma, số nhiều tê hít tê phít, sở thuộc cách, số ít tát sát, át sát, số nhiều tê xăng, tê sa năng, định sở cách số ít tát min, át min, số nhiều tê xứ. Dạ thưa con xin cảm ơn. Bài học chân dạ thưa sư, con xin đọc bản biến cách của nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính, chủ cách số ít xô, số nhiều tê, đối cách số ít tăng năng, số nhiều tê nê, sử dụng cách số ít tê ná, số nhiều tê hí tê phí, chỉ định cách số ít tá xá, á xá, số nhiều tê san, tê sa năng, xuất xứ cách số ít tá ma, á ma, số nhiều tê hí tê phí, sở thuộc cách số ít tá xá, á xá, số nhiều tê san, tê sa năng, định sở cách số ít tá min, á min, số nhiều tê số. Giới sư xin hết. Phật tử Phạm Tịnh Thảo. Dạ thưa sư, con xin chia bản biến cách nhân xưng đại danh từ tá dạng nam tính ạ. Chủ cách số ít xô, số nhiều tê, đối cách số ít tăng năng, số nhiều tê nê, sử dụng cách số ít tê ná, số nhiều tê hí tê phí, chỉ định cách số ít tát xá, át xá, số nhiều tê xăng, tê xa năng, xuất xứ cách số ít tát ma, át ma, số nhiều tê hí tê phí, sở thuộc cách số ít tát xá, át xá, số nhiều tê xăng, tê xa năng, định sở cách số ít tát minh, át minh, số nhiều tê xú. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Dạ, đã hết rồi. Xong rồi phải không? Bây giờ còn 15 phút nữa mình học cái gì đây? Ơi học luôn phần 5 thoại ha. Luôn phần 5 thoại đi. Luôn phần 5 thoại ở trong đây hay cho mình học tập ở trong phần sau. Đây là phần ngầm hỏi. Túc hăng phu na gá, túc hăng phu tí phá,
Kasma toàn chi ra giá y tha ga tổ sĩ. Kasma toàn chi ra giá y tha na ga tổ sĩ. Cái dấu phẩy 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 ở trên này đọc ngang qua luôn ha. Y đà ni toàn cắt tha quá sớt sĩ. A hằng Hồ Chí Minh Nam Má. Nagare Wasami. Chỗ này thì mình có thể để quốc gia mình ở cũng được. Ví dụ như là mình nếu mình để quốc gia thì mình để rất thê à, còn để thành phố thì mình để Nagare à, ví dụ mình nói là A Hằng Việt Nam Nam rất thê Wasami nhiều vậy, hoặc là Hồ Chí Minh Nam Má Nagare Wasami tùy theo mình. Túc Hằng Phù Đà Cá Sư phạn phù ti sa kasma toàn chi ra giá y tha na ga to si y đà ni toàn khắc khắc quá sa si a hằng Hồ Chí Minh Nam Má na ga re quá sa mi sư phạn phù na ga sư phạn phù ti sa kasma toàn chi ra giá y tha na ga to si y đà ni toàn khắc khắc quá sa si a hằng Hồ Chí Minh Nam Má na ga re quá sa mi. Rồi, nó đọc phần nằm thôi. Giờ mời lớp giơ tay lên để mình đọc phần nằm thôi đi. Bài học chân. Thánh Sơn xin đọc. Su phăng phô na gá, su phăng phô tít xá, cát ma tăng, chí ra giá y thàn na gá tột xí, y đà ni toàn cát tháo quá xá xí. A hằng Hồ Chí Minh, A hằng Việt Nam Gát Thê Quát Sa Mí, A hằng Việt Nam Nam Má Gát Thê Quát Sa Mí. Dạ thưa sư, xin hết. Mà tập tới xin phép ạ. Thưa sư, xin đọc ạ. Sư Phan Phô Na Gá, xin chào Na Gá. Sư Phan Phô Tít Xá, xin chào Tít Xá. Cát Ma Toàn Chí Ra Giá Ithana Gato Si, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Idani Toan Gatha Wasasi, bây giờ bạn ở đâu? Ahang Bến Tre Nama Nagare Wasami. Thưa sư, xin hết. Mà Phật tử Hảo Nguyễn ạ. Dạ, bạch sư con xin đọc. Tít xá, su phan phô na gá, xin chào na gá. Na gá, su phan phô tít xá, xin chào tít xá. Cát ma tăng, chí ra giá, y tha na gá tô xí. Tại sao lâu quá bạn không đến đây? Y đa ni toan cát thá quá xá xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hằng Việt Nam Nam Á Rát Thê Quá Sa Mí, tôi ở Việt Nam. Dạ con xin hết ạ. Bài Phật tử Lâm Thị Thư ạ. Nhà bà sư con xin đọc cách hỏi về nơi chốn. Xuất phân phô Na Gá, xin chào Na Gá. Xuất phân phô Tít Xá, xin chào Tít Xá. Kasma toàn chi ra giá Itha Nagatoshi, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Idani toàn Katha Wasashi, là bây giờ bạn ở đâu? Ahang Đồng Tháp Nama Nagare Wasami, tôi đang ở Đồng Tháp. Tôi ở Đồng Tháp. Nhà bạch sư con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An ạ. Dạ thưa sư con xin đọc. Sức văn bồ na gác là xin chào na gác. Sức văn bồ tít xác xin chào tít xác. Cách mà toàn chí ra giác y thà na gồ tô xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Y đà ni toàn cách thá vá xá xí, bây giờ bạn ở đâu? A hằng Los Angeles Nama Nagare Vasami, tôi đang ở
ở thành phố Los Angeles. Dạ thưa sư, con xin hết. Xin mời Phật tử Quang Thanh ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc. Tiếp xá xúc hăng thô, na gá xin chào na gá. Na gá xúc hăng thô, tiết xá xin chào tiết xá. Tiết xá cá cát ma tá quăng, chí ra giá. Ý tha ná gá tô xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Ý đà ní tá quăng, cát thá quá xá xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hăng bình định na ga ma na ma na ga rê rát thê khuất quá xa mí, tôi ở tỉnh Bình Định. À, thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Diệu Thủy ạ. Bạch sư, con xin đọc ạ. Đàm thoại cách hỏi về nơi chốn. Xúc phang phô na gá, xin chào na gá. Xúc phang phô tí xá, xin chào tí xá. Cát ma toang chi ra giá, ít tha na gá tô xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Ít đà ní toang cát thá qua xá xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hăng Hồ Chí Minh si tì na má na gá rê qua xa mí, tôi ở thành phố Hồ Chí Minh. Bạch sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử Phùng Điệp ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc về cách hỏi, đàm thoại về cách hỏi nơi chốn. Sú phăng phô na gá, xin chào na gá. Sú phăng phô tít xá, xin chào tít xá. Cát ma toàn chí ra giá, ý thá na gá tô xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Ý đa ní toan cát thá quá xá xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hang Hồ Chí Minh na má na gá rê quá xá mí, tôi đang ở thành phố Hồ Chí Minh. Dạ thưa sư, con xin hết ạ. Xin mời Phật tử An. Tôi đọc rồi. Dạ xin lỗi. Xin mời Phật tử Phạm Tịnh Thảo ạ. Dạ thưa sư, con xin đọc ạ. Chú Phong Phô Na Gá, xin chào Na Gá. Chú Phong Phô Tích Xá, xin chào Tích Xá. Cách Ma Tăng Chí Ra Giá, Chí Tha Na Gá Tô Xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Ý Đa Ní Tăng Cách Thá Quá Xá Xí, bây giờ bạn ở đâu? Á Hằng Hồ Chí Minh Nam Má Na Gá Tô Xí. Con cũng mới học Bali thôi, con chưa có đọc được lành lắm. Dạ. Xin mời Phật tử Tiên Mã. Dạ thưa sư, xin đọc. Chú Phong Phô Na Gá, dạ, xin chào Na Gá. Mới xài cái này con. Chú Phong Phô Tích Xá, xin chào Tích Xá. Dạ. Cát ma tuân ký rê giá y tha na gá tô xí, tại sao lâu quá bạn không đến đây? Ý đơn ní tuân cát thá quá xá xí, bây giờ bạn ở đâu? Á hằng Nha Trang na má na gá rê quá xá mí. Dạ thưa sư, tôi đang ở Nha Trang. Dạ thưa sư, xin hết. Atta hu an nhã san nhã an nhô atta ti tham pha na tham pha pa da atta nang pa je si ti. Mời Phật tử Kim Oan ạ. Dạ thưa sư, con xin có câu hỏi sư ạ. Dạ. Dạ. Xin con chưa hiểu cái chủ cách, đối cách, sử dụng cách với chỉ định cách ở trong cái bảng biến cách của nhân xưng tại danh từ ra đấy ạ, sư ạ. Thì lúc nào thì thưa sư mình sử dụng chủ cách, đối cách với các cái
cái cách này à, thưa sư ạ, con chưa hiểu à, thưa ạ. Này em trước có nói rồi mà. Dạ, con cũng mới vào à, thưa sư ạ, con mới vào ạ. Dạ, con thẳng lại con một chút ạ. Dạ. Rồi, để em lắc nữa. Còn ai đọc nữa không? Thôi là hết rồi ạ. Rồi, để đưa lại cái đoán xin lỗi lại một tí. Rồi, giờ thí dụ như ở trong trường hợp này là mình sử dụng cho nam tính. Chủ cách thì mình sử dụng nó làm chủ từ ở trong câu. À, ví dụ ở trên đây người ta cho mình cái ví dụ nè, yeah. Làm chủ từ ở trong câu nè, cô quý ha răng hăng cái chất tí, anh ấy thường đi đến tỉnh xá à, yeah. Thì đó là người ta dùng chủ cách, là chủ ngữ ạ, yeah. Là chủ ngữ, dạ, yeah. Rồi trường hợp thứ hai, yeah. Trường hợp thứ hai là tăng năng hoặc là tê nê thì nó dùng làm túc từ ở trong câu. Ví dụ mình nói là tôi nhìn thấy anh ấy, yeah. Thì chữ anh ấy đó là người ta viết chữ tăng hoặc là chữ năng, yeah. Là túc từ ở trong câu, yeah. À. Yeah, yeah. Còn cách thứ ba thì dịch là với. Ví dụ như là mình nói là tôi đi chùa với anh ấy, mà ở trong trường hợp này thì thường người ta không có sử dụng cách thứ ba không, mà người ta còn sử dụng theo mấy chữ ta khác à, tại vì chỉ khi nào là ví dụ như là tôi đi chùa bằng xe đạp thì lúc đó người ta mới sử dụng là cách thứ ba không. Còn nếu mà đi với ai đó, ví dụ đi với đi với một người nào đó, hoặc là đi với loài thú, tức là đi với cái gì mà nó có thể tự chuyển động được, à. Yeah. Mà không cần mình điều khiển thì cái đó mình xài trực tiếp cách thứ ba, còn không thì mình phải xài giới từ khá hoặc là thực thi, à, đứng phía trước nó hoặc đôi khi phía sau cũng được, à, đứng phía sau nó hoặc đôi khi phía trước, nhưng mà nó phải có từ đó, à, đó là cách thứ ba. Cách thứ tư thì nó dùng làm túc từ gián tiếp. Ví dụ như là tôi cho bánh đến anh ấy, à, thì cái đến anh ấy là mình sử dụng cách thứ tư, à, cách thứ tư. Còn cách thứ năm thì trong ý nghĩa là dùng trong ý nghĩa mà tách rời, rời, hoặc là trong ý nghĩa sợ hãi. Ví dụ như là mình nói là tôi sợ anh ấy, à, thì anh ấy ở trong trường hợp này thì ở cách thứ năm, à, dùng trong ý nghĩa sợ hãi và trong ý nghĩa tách rời. Ví dụ cách thứ năm. Cách thứ sáu thì đã dùng cách đây, dùng xã hữu. À, ví dụ này cuốn sách này của anh ấy thì sử dụng cách thứ sáu. Rồi cách thứ bảy, cách thứ bảy thì thường cách thứ bảy nếu mà giống dân từ thông thường á, làm dùng giống như cặn từ chỉ nơi chốn, nhưng mà trong trường hợp này dân sinh đại danh từ thì nó không có dùng giống như cặn từ được. Cách thứ bảy ở đây ví dụ mình dịch như là ví dụ mình dịch gì mà dịch, ví dụ mình dịch là trong hoặc là tại hay là ở, ví dụ như là mình dịch có thể dịch trước.
dụ sẽ thể dịch sao đây, ví dụ trong mình có một gì đây, trong anh ấy, trong cơ thể của anh ấy, cái này ví dụ sao để các anh mộng dịch được không, trong anh ấy, trong anh ấy có ví dụ như làm dịch là trong anh ấy có một chứng bệnh gì đó, hay là trong anh ấy anh ấy có một chứng bệnh gì đó, ví dụ vậy đi. Thì đó là bảy cách. Còn nếu mà danh từ thông thường thì còn có thêm cái vô cách. Vô cách thì ví dụ như làm dịch là thưa mẹ, thưa cha, hoặc là với đức vua thì dịch là câu đại vương, hoặc là với vi sư thì bạch sư gì đó. Thì đó là cách thứ 8. Cách thứ 8 thì đó là 8 cách mà mình thường hay chia cho danh từ khi mình dịch, thì mình dịch nó như vậy. Cái phần này thì mình hiểu ngắn gọn như vậy thôi, đến quyển 2 đó thì 8 cách này sẽ được giảng chi tiết ở bài số 3, số 4 trong quyển 2. Nếu mình theo dõi quyển 2 thì mình sẽ thấy nó rõ hơn. Còn ở đây thì mình mới học thì mình chỉ biết sơ qua như vậy thôi chứ không nói chi tiết được. Chi tiết quá thì nó sẽ khó đối với mình. Mình chỉ biết sơ qua thì là được rồi. Rồi vậy ha, rồi giờ mời lớp tạm nghỉ đi rồi tuần sau mình học tiếp bài của Bức Chuyên. Dạ, và bài học đến đây là kết thúc ạ. Chúng con xin kính chi ơn sư đã dành thời gian giảng dạy. Chúng con kính chúc sư nhiều sức khỏe và đạt được nhiều thành tựu hiếm nghị. Dạ, bây giờ xin mời Ngọc Trân đọc kinh hồi hướng trước cái sư thi nè. Xin mời Ngọc Trân. Dạ. Dạ, Nam Mô Bố Tha Giá, Nam Mô Tham Ma Giá, Nam Mô Sang Khá. Sang Khá Giá, con xin thay mặt lớp tụng kinh hồi hướng phước báo đến chư thiên. Akasata Chapamata Dewanaga Mahitika Bunyang No Anomodan Tuchirang Rakhan Tuchasanang Akasata Chapamata Dewanaga Mahitika Bồn nhang no anomodan tu chi rang ra khan tu no garo akasatha cha phoma tha dewanaga mahitika Bồn nhang no anomodan tu chi rang ra khan tu nya ta yo akasatha cha phoma tha dewanaga mahitika Bồn nhang no anomodan tu chi rang ra khan tu panino akasatha cha phoma tha dewanaga mahitika Bồn nhang no anomodan tu chi rang ra khan tu no sada idang watano bồn nhang asawa khaya wa hang hon tu anagate kale. Sa thú sa thú sa thú sa thú. Rồi bài học đến đây là kết thúc ạ. Xin mời lớp nghỉ ạ. Sa thú sa thú sa. Con xin sư ạ.